không có ở đâu mà không có lúc này mà thì sao con gái nó ở đâu vậy đó là và cứ đám cưới, chụp thời trang đến những cái chủ đề mà khó hơn, những chủ đề chuyển động như là chụp động vật, thể thao hay là đua xe. Một số tính năng mà được upgrade Pixel Pro hay cái giống như là Pixel Pro 2. Ngoài ra thì tốc độ lấy nét cũng được cải tiến nhờ có cái cảm biến và Pixel Processor. Ngoài ra thì EVF cũng đã được nâng cấp hơn so với XT1. Rồi là quay phim, thì quay phim với XT2 và cơ máy không á, quay phim 4K là 1 phút, Full HD là 15 phút. Và cái gắn crispy thì thời lượng quay tối đa đó là một lần quay á, nó là 30 phút cho 4K và Full HD. Và ngoài ra để việc quay 4K được mà hơn thì Fujifilm khuyến cáo là mọi người nên sử dụng quay những cái recorder bên ngoài á, thì nó sẽ cho ra quay không nén và mang chất lượng màu sắc, thông tin cao nhất. Còn với việc mà mình ghi hình ở trong thẻ nhớ thì chế độ clip nó sẽ được nén lại ở chế độ màu sắc tiêu chuẩn. Ngoài ra nếu mà mình ghi hình ở bên ngoài bằng thẻ nhớ thì cái này nó giống như là phay raw vậy đó, của chụp hình thì nó sẽ giúp cho cái giai đoạn mà nếu mà những người nào mà thật sự cần cái giai đoạn xử lý cực kỳ á thì nó sẽ rất là tốt, tại vì cái độ dynamic range nó cao hơn. Rồi sau đây mời mọi người xem qua một cái clip cái chất lượng 4K của XT2.